Vâng, thưa quý khán giả, tuy tôi chưa biết hỡi chàng là ai, một cái mong ước của nhà báo là sẽ gặp ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân để mà làm một cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, rất tiếc là bị từ chối. Và ngày hôm nay thì ông không còn là Linh Mục nữa và cũng chưa biết chàng là ai, nhưng mà chắc chắn bữa nay là chúng ta đang ở tháng 6, cuối tháng 6 và đang qua đầu tháng 5 âm lịch, và chúng ta sắp sửa Tết, và chắc chắn cái Tết này cũng sẽ có người hát bài Xuân này còn không về. Cách đây mấy tháng, nếu các bạn không lầm còn nhớ, năm ngoái chúng tôi đã nhiều lần nói rằng cái vụ ở Nghệ An sẽ ảnh hưởng tới bốn vị linh mục. Một trong những vị linh mục đó là Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam và Nguyễn Ngọc Nam Phong. Chúng tôi có danh sách bốn vị linh mục này sẽ bị trừng phạt. Lúc đó chúng tôi đã nói rồi, các bạn có nhớ không? Nhưng mà chúng tôi có nói rằng không biết cái hình phạt là như thế nào. Cho tới ngày hôm nay chúng tôi xin được một cái bông hoa hồng tươi thắm nhất để tặng cho nhà nước Việt Nam và công an Việt Nam. Và ngày hôm nay tôi mặc cái áo màu hồng. Màu hồng là màu hy vọng, là vi en rô. Và chúng tôi rất vui từ hải ngoại về tới trong nước. Hải ngoại thì bất chiến tự nhiên thành, cộng đồng chống cộng đã bị sụp đổ, mà chúng tôi đã nói chuyện ngày hôm qua và video chúng tôi đã đưa lên YouTube. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói tiếp tục, tại vì hôm qua Bắc Cường mệt quá, Bắc Cường không thể ngồi lâu được nữa. Bây giờ thì chúng tôi xin được mở đầu về vấn đề Linh Mục Nguyễn Duy Tân. Lúc đó chúng tôi đã nói bốn ông này, bây giờ ông Nguyễn Đình Thục thì còn đang bị nhẹ, mới chuyển đi giáo xứ khác. Nhưng mà cái hành động của Nguyễn Đình Thục vào ngày mùng 10 tháng 6, 11 tháng 6 và 12 tháng 6, à quên, vào ngày 17 tháng 6 sẽ là những cái dấu hiệu Nguyễn Đình Thục sẽ là người kế tiếp. Lúc nãy có bạn nào hỏi tôi là vấn đề ông Nguyễn Đình Thục bị về hưu, không có, ông Nguyễn Đình Thục không có bị về hưu nhé. Cái người bị về hưu là ông Nguyễn Duy Tân. Đó là những cái điều sai lầm của những người sử dụng Facebook, luôn luôn lộn cái người này qua người khác. Khi quý vị đặt cái vấn đề lên, quý vị nên cân nhắc cái gì mình đang viết. Cũng như mới có bạn đây, danh gia Nguyễn, tôi hỏi ông sao lại bảo cộng sản thò bàn tay lông lá vào tôn giáo, ông giải thích thế nào, mong ông trả lời cho cộng đồng mạng biết. Vâng, trước hết tôi trả lời cho, tôi không cần trả lời cộng đồng mạng, bởi vì cộng đồng mạng rất là khôn ngoan, chỉ trừ danh gia Nguyễn không có để ý. Tôi đã đưa một cái video trước lời của ông Nguyễn Duy Tân, cái hình sau anh nên học cách dùng Facebook, anh nên học cách đọc những cái hình ảnh đăng trên Facebook. Anh biết anh cả lũ là ai không? Anh biết cảnh anh cả lũ là ai không? Đây là cái hình ảnh của anh cả lũ mà nhà báo đưa lên. Nhà báo là người đưa tin, chúng tôi không phân biệt tin của ai hết. Chúng tôi đưa cái tin lên để cho mọi người nhận định cái dư luận. Anh hiểu chưa? Thì ngay sau khi Linh Mục Nguyễn Duy Tân, tức là bây giờ giờ này trở thành, không biết ông ta còn là linh mục hay không, chúng tôi sẽ nói về sau, về cái kỷ luật của công giáo. Sau khi ông Tân nói chuyện xong thì anh cả lũ là một người của phía bên chống cộng cực đoan,
đưa một cái hình ảnh này lên. Nội dung mang như sau. Bàn tay lông lá của Cộng sản đã nhúng vào chuyện tôn giáo. Linh mục Nguyễn Duy Tân, quản sứ Thọ Hòa giáo phận Xuân Lộc, một trong những tiếng nói đấu tranh mạnh mẽ và độc đáo cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền, vừa bị bề trên của mình là giám mục Đinh Đức Đạo buộc phải nghỉ hưu, trả lại giáo sứ Thọ Hòa cho giám mục rồi đi đâu thì đi. Linh mục Nguyễn Duy Tân sinh năm 1968. Sống đến năm 75 tuổi, tức là 2043 thì mới phải về hưu. Luật Công giáo là 75 tuổi linh mục về hưu. Như vậy linh mục bị buộc phải nghỉ hưu sớm 25 năm. Bạn danh gian Nguyễn, bạn đọc lại, đây có phải là nội dung của nhà báo Nguyễn Phương Hùng hay không? Mà bạn bắt tôi phải trả lời cộng đồng mạng. Tôi không dám nói chữ ngu, nhưng mà tôi chỉ khuyên bạn về học cách dùng Facebook, học cách phân tích những cái bản tin người ta đưa lên. Xong rồi hãy trách người khác. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Những cái rốt nát của mình lại đổ tại cho người khác. Tôi xin lỗi bạn nhé. Nhiều khi cực đoan quá đáng ấy, nó làm mờ cái lý trí của mình. Giống như cái cộng đồng chống cộng ngoài này này. Họ bị cực đoan quá thành ra họ không có mất đi cái sự suy nghĩ. Cái thứ hai, trong cái bài viết của tôi trên thienhasu.wordpress.com, không, mình phải căng để cho họ biết anh có quyền hỏi và lời lẽ lịch sự, nhưng mà anh nói một câu với những cái hăm dọa phải trả lời cộng đồng mạng biết là không được. Anh không phải là công an. Mà công an họ Việt Nam họ nói chuyện với tôi họ rất là dễ dàng, họ rất là lịch sự. Càng làm cao càng nói chuyện lịch sự. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam hoặc là Chủ tịch Trương Tấn Sang nói chuyện với chúng tôi rất là lịch sự. Tôi chưa thấy những người lãnh đạo ở Việt Nam nào mà nói năng. Đúng như vậy, Nam Lê, hãy suy nghĩ kỹ trước khi phán xét ai đó. Anh có quyền đặt câu hỏi, nhưng mà anh đừng có buộc tội cái người đó khi anh chưa hiểu rõ câu chuyện. Thí dụ như là cũng là lời nói, anh Danh có thể viết, bác Hùng ơi, hay anh Hùng ơi, không hiểu cái hình ở trên đó, bác đăng lên nó là như thế nào? Rất là dễ dàng. Đúng như vậy, Quan Khúc, cái điều đó tôi đang tính nói. Có thể rằng họ là những người bò, nhưng mà rồi họ cố tình họ để kích bác mình. Sau cái bài đọc của ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân, tạm thời bây giờ đó chúng tôi sẵn gọi ông Linh Mục. Ông đọc xong, chúng tôi mời các bạn tự do gọi vào và chúng ta tự do góp ý. Trong cái bài viết của chúng tôi ở trên thienhasu.wordpress.com, ông Linh Cẩu này về hưu tuổi 50. Ông sinh năm 1958, năm nay 50. Theo đúng cái tuổi hưu của công giáo là 75. Có nghĩa là từ nay Nguyễn Duy Tân sẽ không là Linh Cẩu mà sẽ trở thành Hưu Cao Cổ. Quý vị biết con hưu cao cổ gì? Cái cổ nó dài như thế này. Tại sao tôi gọi là hưu cao cổ? Là bởi vì cái cổ của ông ấy sẽ dài 25 năm cho đến khi chính thức cái tuổi hưu là 2043, tức là năm 2043, ông mới chính thức về hưu. Mà bây giờ
ông đã bị về hưu rồi thì hỏi rằng á, 25 năm dài thì cái cổ nó bắt buộc nó phải dài. Thành ra tôi gọi ông kể từ ngày hôm nay không gọi là Linh Cẩu mà tôi gọi ông là ông Nguyễn Duy Tân. Vâng, ông sinh năm 1968 nhá. Tôi gọi ông Nguyễn Duy Tân này là con hươu cao cổ, 25 năm nữa ông sẽ sống trong cái đau khổ. Và tuần tới ông sẽ có một nơi tối thiểu ra luật công giáo 3 tháng. Ông bị cấm cung không được ra ngoài. Sau khi ông bị tổng giám mục phạt, tức là về hưu sớm. Không bao giờ tự nhiên một linh mục bị về hưu mà không có lý do. Và khi mà ông đã có tội với lại Tòa Thánh, với lại Giáo hội Công giáo Việt Nam và với lại Tổng giám mục Giáo phận Xuân Lộc, ông phải ngồi ở trong diện bích 3 tháng không được nhìn thấy mặt trời. Nha. Sách vở trong đó đầy đủ hết, kinh thánh đầy đủ hết. Tới giờ ăn, người mang thức ăn vào cho ông. Và có người dọn dẹp cho ông. Tối ông phải ngủ ở đó. Tất cả mọi vệ sinh đều nằm trong đó. Đó là luật của giáo hội.